khi sinh ra và lớn lên, bản thân mỗi người chúng ta đều có quyền được mong muốn mình sẽ trở thành những điều kỳ diệu tốt đẹp nào đó cho tương lai của mình. Và điều mơ ước ấy có trở thành hiện thực hay không là cần sự nỗ lực phấn đấu ở việc học hành và rèn luyện từ chính bản thân mỗi người. Đây là thông điệp cuộc sống của tập thể lớp búp bê. Và đến hội thi qua bài hát Đến chân trời khoa học của nhạc sĩ Trương Quang Lực, mời các bạn lắng nghe.